đã 6 năm kể từ khi công chiếu bộ phim The Hair vào năm 2013, cặp đôi Park Shin Hee và Lee Min Ho đã in sâu vào trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới. Những người thừa kế, tên đầy đủ là Những người đội vương miện chịu đựng mọi gánh nặng. Người thừa kế là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được sản xuất vào năm 2013 và trình chiếu trên kênh SBS của nước này từ ngày 9 tháng 10 năm 2013. Phim có sự tham gia của các diễn viên chính, đấy là Lee Min Ho và Park Shin Hee. Ngay sau khi bộ phim kết thúc đã có hàng ngàn khẩn cầu của người hâm mộ về việc làm bộ phim The Hay phần 2. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Mới đó mà tất cả người hâm mộ trong cộng đồng yêu mến cặp đôi Min Shin đã đồng hành cùng nhau được 6 năm rồi. Bây giờ được xem là thời điểm thích hợp nhất để cặp đôi cùng nhau tái hợp trong một bộ phim hoặc có thể là The Hay 2. Người hâm mộ trên toàn thế giới đang hy vọng một cái kết đẹp cho sự chờ đợi.